Hello, xin chào cả nhà. Đây là cái quá trình sau khi mình cài đặt và test vận hành máy móc để bàn giao đến cho khách hàng nha cả nhà. Đây là sản phẩm order nha cả nhà. Khách hàng đặt sản phẩm này đặt cọc trước và bây giờ mình tiến hành test vận hành và giao cho khách hàng thôi. Sản phẩm này được đưa vào trung tâm thương mại của khu vui chơi giải trí nha cả nhà. Những sản phẩm này bên mình về trong vòng 10 đến 13 ngày sau khi được nhà máy hoàn thành và chuyển giao đến cảng, 10 đến 13 ngày là có sản phẩm tại Việt Nam nha cả nhà. Về tính năng, về đồ họa, về giao diện, những dòng sản phẩm này đa số gọi là rất là đỉnh cao, rất là đẹp. Đồ họa rất là sắc nét, sản phẩm bên mình nhập new 100% nha cả nhà. Có bảo hành cho khách hàng 12 tháng sản phẩm được bán ra, được có hợp lệ về giấy tờ, chứng từ, tất cả nha cả nhà. Đa số những sản phẩm nhập khẩu thì giá cả sẽ là ưu đãi cho khách hàng và chất lượng sẽ rất là tốt, tại vì sản phẩm nhập khẩu nguyên kiện như vậy thì rất là an toàn. Bên mình đi nguyên công. Các bạn có thể thấy đây là những cái video khi được login vào trong game và nó đưa lại cảm giác chân thật cho khách hàng trải nghiệm, mang lại những cái cảm giác thích thú và giải tỏa được những cái căng thẳng với những áp lực mệt mỏi sau những ngày lao động cực nhọc và mệt mỏi ở công việc. Khách hàng có thể đầu tư số lượng 5 chiếc, 3 chiếc, có thể liên hệ cho mình theo hotline 0918721599 để khi mình đưa vào trong cái khu vui chơi giải trí chị em, mang lại cái cảm giác chân thật và thích thú cho khách hàng. Mình đầu tư 2 chiếc, 3 chiếc, 5 chiếc một dãy như vậy thì khách hàng có thể thoải mái giải trí, chơi đùa, nhiều người có thể tham gia chơi. Giá cả thì rất là hợp lý cho khách hàng, để khách hàng có thể đầu tư nha. Sản phẩm mới 100% nha cả nhà. Sản phẩm bên mình phát hành ra có đầy đủ hóa đơn chứng từ, tem nhãn Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, tem nhãn nhập khẩu, tem nhãn bảo hành và tem nhãn phân phối do bên Hồng Loan phát hành nha cả nhà. Đây là những cái chi tiết góc cạnh của sản phẩm. Rất là đẹp, siêu đẹp luôn. Mình vừa hoàn thành cái việc lắp đặt và test vận hành. Thì mình vừa quay lên cho khách hàng để khách hàng có thể xem và cũng như thấy được chân thật những cái sản phẩm do bên công ty mình nhập về và phát hành tại Việt Nam nha. Đấy, rất là đẹp. Đây là mặt phía sau nha cả nhà. Sản phẩm nhập khẩu, đây là mặt phía sau. Đấy, rất là đơn giản. Khi vận chuyển thì mình sẽ đóng gói lại từng bộ phận, từng cục và giao cho khách hàng. Nhập bao nhiêu cục thì mình sẽ đóng gói lại bấy nhiêu cục và giao cho khách hàng. Như vậy, đây, video đến đây là kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong lần sau. Xin cảm ơn khách hàng đã quan tâm và theo dõi. Nhớ đừng quên bấm like và follow kênh của mình để nhận được nhiều video cũng như nhiều cái sản phẩm với nhiều tính năng đa dạng hấp dẫn hơn nha cả nhà. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong lần sau. Bye bye.